Ui ôi, ui cá pyjama thôi. Ui con cá là cá người đây. Đúng rồi đúng rồi. Ui nó có đẻ đấy đây. Ui này thật chưa này. Này anh em mình mới được có hai con chép với một chê. Này quay đây. Đây đây đây, con chép con chép con chép. Đấy chỗ đấy vừa làm đấy. Có phi à? Phi 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 phi, nó chép thôi. Thấy nó chạy phủi đấy. Em bên này này. Ui nắng lắm. Cái chỗ này không đầy cá. Đục ngầu chạy đục ngầu đây nhỉ. Đặc thịt luôn. Giấc này, giấc 6 tuổi đấy. 8 tuổi. Ui mẹ cái bã bèo con đéo nó quần nát bét đây nhỉ. Kinh. Ấy. Cẩn thận nó lại húc mẻ vào con rắn chết. Ấy ấy ấy. Ấy. Mất rồi. Vòng lại rồi. Vòng mẻ lại rồi. Ui còn gì nó quay ổ rồi quấn đẻ đây biết. Nhầy. Quấn đẻ đây. Có ba nào. Kìa, mà nhìn đằng xa con cá chạy ở cái nước trắng mọi người. Nó loang loang chạy. Ui, ui. 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 Ôi, con gì à? Ui. 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 Hả? À? Ui, rắn hay sao ấy, quấy mạnh lắm. Ui, vẫy, 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 vẫy ra. Con gì ấy? Hả? Con gì? Con rắn ấy. Đây. Nghe, 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 con rắn ấy. Đánh ra nào, con gì ấy? Đi này. Chui chỗ này này. Ui, ui, nó hùng này. Rắn hay ba gì? Ui, ui. Ấy, nó đớp chết đấy. Ui ơi. Con gì? Trông như con cá ăn thịt người ấy. Ui ui. Ui cá pyjama thôi. Ui con cá là cá ăn thịt người đây. Đúng rồi đúng rồi. Ui ui nó con đẻ đấy, con đẻ đấy đây. Đẻ đấy, hai con đẻ đây. Nó là con đẻ đây. Ui. Tính chưa? Ui ôi nó to à. Có khổng lồ luôn. Răng là ác chưa? Ui cái mồm này. Ui ôi. Có sừng cái mồm này. Kinh ơi. Ui ôi ổ nó này. Ui cái răng này. Ủa nó kinh chưa? Hả? Ổ nó kinh chưa? Sâu chưa? Ui ơi thảo chân nó cắn anh. Thế nó vậy gớp chưa? Ê xô đi xô này. Kinh. Ui ôi. Này. Ui hai con. Bới bới con nào ở đâu? Bới bới. Ê nỗ dãy đây đây, toàn nỗ nó dãy đây trời. Nó khoét đỗ đạn hay nó ăn rau ở đây vậy? Dễ đẻ. Dễ đẻ đây rồi. Ui, này con nữa, con nữa. Ui. Ui, chỗ này cũng có này. Nhiều thế. Ui ôi. Ui, con to thế. Con này to nhá. Ui ôi. Ui ôi nè. Ai? Ui pyjama khổng lồ rồi. Ui ôi. Thì chưa đôi rồi. Ui thì trông ơi. Ui ôi. Dã man nhỉ. Khổng lồ khổng lồ. Còn cá to khổng lồ rồi. Ui ôi cho xô đi. Ui ui ui. Cái mồm nó nhìn trông cái mồm nó khiếp chưa. Trông như vậy trông như cái thớt đấy nhỉ. Ôi cho tay cụ tay đấy thôi. Đấy đấy. Anh sẽ đánh em một con nào đi. Nè để anh đánh xem con nào.
Dạ màn to thật đấy. Sao bọn này nó to đấy nhỉ. Thế xem có con nào nó dãy ở đấy, nó thùm thùm đấy đấy. Mẹ dãy này đấy này. Ui dồi ôi, hôm nay bây giờ thằng xách cá này. Ui một xô đầy rồi. Chết rồi. Về đi. Đi đi đánh thằng. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đi lên biết. Cứ đi lên, cứ đi lên đi. Ô. Bắt sộp. Cứ đi lên nó quyết. Ăn chưa? Nhá. Cho thanh niên kia xách cá về trước mọi người nhá. Anh em mình tiếp tục triển khai. Đấy xem cái giáp này là không còn nào nằm ở đâu đây nữa. Thẳng cái tạnh lên này. Con nào to. Đấy. Ui đặc xịt luôn. Đấy. Này xoay vào đây. Đấy nhá. Lại chuyển sang làm. Đầy xô thì lại sử dụng làm. Ấy u to chạy rồi à. Con to chạy phi mất rồi, còn sắp chép hay sao ấy. Còn chém chép hay sao ấy. Ui, con phi to à. Thì nó nhiều. Đặc thịt luôn. Nó nhiều. Phí rồi. Đấy con to đấy, đấy. Ông đây chắc đầy sộp kìa. Sộp đấy. Sộp nó biết ngay rồi. Đầy sộp luôn. Thấy nó sộp đấy. Đập dập mà. Ủa đi lên vào đi. Đi. Ở này anh khô mà anh em mình xin phép chào các bạn, hẹn các bạn đến video nhá. Chào mọi người nhá.